Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Chủ đề hôm nay thì sẽ là về phim. Mình sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người biết là tuning phim nó sẽ là cái gì. Tuning phim nó có quan trọng hay không? Và sau khi tuning xong thì mình được nhận lại được cái gì? Mình sẽ cùng giải thích cái vấn đề này ra và sẽ chia sẻ cho mọi người rõ hơn về cái kỹ thuật này. Bắt đầu thôi. Với câu hỏi đầu tiên, tuning phim là cái gì? Thì tuning phim nó nghe thì nó ghê gớm, nhưng thật ra là nó là tuning sử dụng cái âm ly xem phim của mình bình thường ở nhà, như những con đề nông, như những con Yamaha, như những con Anthem. Thì trong tất cả các âm ly đều có tích hợp sẵn các phần mềm tuning rồi, và họ sẽ so sẵn mình một cái micro để tuning. Thì tuning tức là sao? Tức là khi mọi người đặt một cái micro lên, mọi người bấm phần mềm thì cái phần mềm trong cái con đài nông nó sẽ phát tín hiệu ra từng loa, trước tiên thì mọi người phải hiểu là mọi người sau khi mọi người mua một cái mini về, đầu tiên là mọi người phải cắm dây đã, đúng không? Cái loa phong thì mình cắm dây lên phong, loa surround thì mình cắm dây surround, loa center thì mình cắm dây center, sub thì mình cắm dây sub. Thì một hệ thống cơ bản 5.1 là như vậy đã rồi, cho nó đơn giản. Khi mình tuning thì mình sẽ lấy cái micro trong cái con âm ly ra, rồi mình đặt các vị trí theo cái chỉ định của trên phần mềm. Cái giao diện phần mềm nó sẽ hướng dẫn cho mình đặt cái mic ở vị trí nào để mình tune. Tune để làm gì? Tune để mình căn delay. Về cơ bản nó là căn delay đã, căn delay và căn EQ. Căn delay tức là sao? Tức là hai cái loa phía trước nó phải xác định vị trí nó là ở phía trước chứ nó không ở phía sau. Nó ở phía trước, hai cái surround thì nó ở phía sau và con center nó ở chính giữa. Nó sẽ tune delay như mọi người tưởng tượng một cái cảnh phim nó diễn ra, một cái viên đạn bắn từ trước ra sau, thì cái con loa trước phải phát tiếng ra trước đến tai mình nghe thấy tiếng nó trước, sau đó mới tiếp tục cái tai âm thanh nó đến tai mình ở phía sau cho cái con loa phía sau nó ứng. Thì cái thời gian nó sẽ tính toán, cái phần mềm nó sẽ tính toán khoảng cách mình ngồi đến cái loa phông đó, làm sao cho mình nghe được cái tiếng loa phông đó đến trước và khoảng vài giây sau để mình tạo một cái hướng chạy ra đến đây, hoặc vài giây sau nó surround nó sẽ mở thật ra đến sau. Thì đó, nếu mọi người tưởng tượng mọi người không tuning nó, thì ví dụ như hai cái loa đó nó phát cùng lúc với nhau đi, tưởng tượng nó không liên quan delay, thì sao? Một viên đạn bắn từ bay sang đây sang kia. Thực tế ra mọi người có tưởng tượng được không? Nếu bởi vì là cái loa phong mình đang để ở xa hơn cái loa surround, thường loa surround của mình nó sẽ để gần mình hơn, nó sẽ sát tai mình hơn, thì lúc đó mọi người sẽ nghe tiếng surround trước là viên đạn bay đến đây rồi này, rồi cái tiếng phía trước nó mới kêu. Đó là khi mọi người không căn delay, mọi người không tuning, mọi người mua cái amply về mọi người chỉ cắm lên và mọi người xài á, thì nó sẽ có hiện tượng nó xảy ra. Tuning nó là như vậy, tuning tức là căn delay. Rồi thứ hai nữa, tuning nó làm gì? Nó căn EQ cho mình. Chẳng hạn như mình tí dụ như đi con phong, con surround. Thường thì những dàn xem phim cơ bản home cinema bây giờ là xài những loa full range, những loa mà kiểu book sale nghe nhạc, những loa stand floor nghe nhạc, thì nó sẽ có đánh phần trầm này kia luôn. Thì với kết hợp với thêm cái sub nữa, thì tuning nó làm sao nó hài hòa cái tiếng phong, tiếng surround và cái sub lại, hài hòa chọi với nhau để cho nó không bị lệch pha nhau, để cho cái tiếng bass nó ra nó đầy đặn mà nó không bị ề tiếng. Đó, thì tuning nó làm được chuyện đó, và nó đã có sẵn máy, nó đã có sẵn phần mềm trên đó rồi, và nó cho luôn micro rồi, tất cả đã có hết trong đấy. Mọi người chỉ có mua về, mọi người bấm lên, mọi người xài thôi. Rồi, vậy thì tại sao mình phải tuning phim? Đương nhiên ngoài cái việc tuning phim giúp mình trải nghiệm cái bộ phổ phim, một cái phòng phim nó chất lượng cao hơn, thì một cái phần quan trọng nhất là mọi người cứ tưởng tượng rằng thật ra mọi người chi một số tiền ra cho một cái âm ly, như ví dụ như âm ly đề nông đi, thì thật ra là cái tinh hoa công nghệ của đề nông, các hãng như đề nông Yamaha này kia tích hợp với cái tuning á mọi người, tất cả các công nghệ hiện đại mới nhất hiện nay, rồi những cái kỹ thuật người ta rất là giỏi, thì sẽ đưa vào micro để tuning. Giống như mọi người hai cái con âm ly như đề nông với anh Thầm đi, cái micro riêng, cái micro mà để RTA, cái micro để thu để đo á, hai cái giá trị khác nhau, và nó nhìn cái mic nó khác nhau liền. Là nếu mọi người tí nữa bạn phim bạn sẽ cho mọi người thấy được cái sự khác biệt giữa con mic của đề nông với con mic của anh Thầm, nó khác biệt nhau như nào, nhìn con nào xịn sò hơn là nhìn biết là con nào nó giá trị cao hơn nhiều. Đó, thì mình mới nói là cái phần mềm để tuning trong cái âm ly xem phim á, cái đó gần như nó phải chiếm ít nhất là 30% cái giá tiền rồi. Và mọi người tưởng tượng mọi người bỏ một số tiền ra mà mọi người không tuning, thì mọi người coi như mọi người bỏ luôn cái 30% số tiền mọi người bỏ ra luôn ạ. Mất luôn. Tương tự như cái đợt mà mình nói về cái vấn đề mà mua loa karaoke mà có mixer mà không xài mixer, mà mua cái mixer ngoài đưa vô á, cái này cũng tương tự như thế. Tức là rõ ràng nhà hãng cung cấp trong cái số tiền mình mua, nó có cái, người ta cho mình cái đó,
mà mình không xài cái đó, tức là mình đang bỏ tiền đi, mình nhục tiền đi rồi. Mua dàn xem phim về, mua âm ly xem phim về, mọi người nên tuning. Và tuning xong nó sẽ hiệu quả rất nhiều. Ok, vậy thì sau khi tuning xong, cái lợi ích của mình mang lại sẽ được gì? Đầu tiên, lợi ích đầu tiên ấy, là mọi người xài hết cái tiền mọi người đầu tư ra đã. Mang một con âm ly, mua sản phẩm về, phải tận dụng hết công năng của nó. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là mọi người tận dụng hết cái khả năng của cái bộ dàn mình, khả năng những cặp loa của mình, khả năng của cái súc của mình nó đánh đến cỡ nào, khả năng của phong của mình đánh đến cỡ nào, và khả năng của cái sprout của mình nó tái tạo âm sprout nó hay đến cỡ nào. Nói chung là tuning là như một cái về kỹ thuật khai thác toàn bộ cái công năng của cái sản phẩm mọi người đang có, đó là cái tuning. Tuning của phim á, thì mình có thể so sánh nó giống như là một cái giống như kỹ thuật bên karaoke, đó là setup bằng số vậy á. Tuning với bằng số mình nghĩ nó sẽ tương tự như nhau. Setup bằng số cũng là để tối ưu hóa bộ dàn, khai thác hết khả năng của bộ dàn, và tuning phim cũng vậy. Và setup trên vang số của bên ngành karaoke rất quan trọng, thì tuning phim cũng cực kỳ quan trọng không kém. Đó, nên là clip này thì mình muốn chia sẻ với mọi người cái tầm quan trọng của tuning phim. Nếu mọi người đang có bộ dàn ở nhà thì mọi người nên tuning lại cái dàn của mình. Và hướng dẫn như thế nào thì bên mình đã có làm, bạn hạnh bên mình đã có làm clip rồi, thì mọi người có thể coi và thực hành theo. Còn nếu mà có không hiểu chỗ nào hoặc có thắc mắc chỗ nào, mọi người comment xuống phía dưới cho mình biết để mình có thể hỗ trợ mọi người. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.